Xin chào các bạn. Nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nấu cháo hoặc nấu chè đậu đen, đậu đỏ hoặc là các cái loại như là súp bằng nồi cơm điện các bạn nhé. Hiện tại mình đang sử dụng là LBBJ10. Đây mình hôm nay mình sẽ làm món sữa hạt bằng đậu đỏ và đậu xanh. Đậu đỏ và đậu xanh mình đã ngâm qua đêm các bạn nhé. Đã là gần như là mầm rồi. Mình sẽ cho vào trong nồi. Nồi mình đã cho sẵn nước vào rồi. Đó, thì các bạn cho vào xong rồi các bạn đậy vung vào thôi. Với nồi cơm điện dùng có chức năng là áp suất thì các bạn có thể nấu cháo hay nấu chè thoải mái các bạn ạ, mà không sợ bị trào như các nồi cơm điện khác. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng nhé. Đầu tiên mình sẽ chọn chế độ, gọi là chọn chế độ trong nồi. Thì chế độ mình sử dụng bây giờ sẽ là chế độ nấu cháo. Đây, như này thì tiếng Nhật thì là chức năng nấu cháo các bạn ạ. Với hàng Nhật có nhược điểm đó là nó sẽ bằng, tất cả đều bằng tiếng Nhật hết. Thế nên là ban đầu sử dụng mình sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên thì sau khi ta dùng quen thì ta cứ nhớ nó vị trí nào thì ta bấm vị trí đó thôi. Như cái này mình nhớ là nấu cháo là 2, 4, 6, 7. Ở vị trí số 7 thì mình sẽ cứ chọn số 7 thôi là nấu cháo. Rất là nhiều chức năng nhưng mà không phải chức năng nào mình cũng dùng đến hết. Mình chọn những chức năng mình sử dụng phù hợp thôi. Sau đó mình bật nút nấu là xong. Nút đỏ sẽ là nút tắt. Còn nút chọn nấu thì sẽ là nút màu cam như này các bạn nhé. Đây, nồi thì hiển thị đó là sẽ nấu trong vòng 61 phút. Đồng hồ sẽ đếm ngược. Khi nào mà trở về 0 thì là sẽ là được các bạn nhé. Và nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm. Giữ ấm của nồi thì cũng được. Các bạn giữ để bao lâu nó vẫn nóng ấm, rất là ok. Thế đây là một điểm mà mình rất là thích khi mà mình sử dụng hàng Nhật. Đó. Thì chỉ có cái nhược điểm đó là tiếng nó bằng tiếng Nhật nên nhìn khó nhìn này. Hai đó là phải dùng cái cục đổi nguồn ấy. Tuy nhiên thì cục đổi nguồn thì giờ chúng ta cũng đi mua dễ dàng ở các cửa hàng điện máy ấy, như là ổn áp Liwa đều có hết. Các bạn nghe thấy tiếng kêu không? Ban đầu nó sẽ dùng áp suất nên là nó sẽ có hơi có âm thanh kêu rè rè một chút. Sau khi nấu xong thì nó sẽ hết. Đó, đây rất là hay. Ngoài chức năng nấu cơm, nấu cháo, chúng ta còn có thể sử dụng được rất nhiều chức năng khác. Chế độ nấu nhanh thì chỉ có 35 phút đối với nồi 1 lít thôi. Nhà mình đang sử dụng là nồi 1 lít. Các bạn có nhu cầu mua nồi cơm điện thì gọi điện cho mình qua số 0983 131 528 các bạn nhé. Với hàng của bên mình thì các bạn yên tâm về chất lượng. Thì đa số hàng ở bên mình sẽ là dùng gì, hàng chất lượng ok rồi, dùng ok rồi mình mới gọi là đặt hàng cho khách hàng hay giới thiệu cho khách hàng. Dùng gì bán đấy đấy. Đó, hàng bên mình, nhà mình sử dụng thì đa số đều là đồ của Nhật. Cái này nó hơi bụi một chút. Đây là máy làm bánh mì lâu rồi cũng mình cũng chưa làm. Đây là máy ép chậm của Humrun. Đó, tất cả hàng này mình đều sử dụng thì đa số đều là hàng của Nhật. Hàng của Nhật thì chất lượng rất là tốt. Đó, rất là nhiều khách của bên mình có băn khoăn đó là hàng Nhật thì không được bảo hành ở Việt Nam ấy. Tuy nhiên thì với mình sử dụng hàng tốt thì cần gì phải bảo hành. Chúng ta sử dụng một thời gian dài như những cái đất từ của nhà mình ấy, dùng cũng phải được 5 năm rồi nhưng mà thấy vẫn ok. Muốn thay mới nhưng mà cũng phải đợi nó hỏng, hỏng thì mới thay. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.